Bạn có tưởng tượng được không? Nếu trái đất ngừng quay chỉ trong đúng một giây, thảm họa khủng khiếp sẽ xảy ra ngay lập tức. Con người, đại dương, cả không khí, tất cả sẽ biến thành cơn sóng hủy diệt chưa từng có. Vậy cụ thể chuyện gì sẽ xảy ra? Hãy cùng tôi khám phá kịch bản kinh hoàng này trong video hôm nay. Chào mừng bạn đến với kênh Tò Mò Chưa, nơi những sự thật kỳ lạ, đáng sợ và bất ngờ nhất về vũ trụ, khoa học và cuộc sống luôn chờ đón bạn. Trong video này, tôi sẽ cùng bạn hình dung một kịch bản gần như không thể xảy ra. Trái đất đột ngột ngừng quay chỉ trong vòng một giây, và điều này sẽ tác động ra sao tới mọi thứ trên hành tinh xanh của chúng ta. Bạn sẽ biết vì sao chính tốc độ quay của trái đất lại là thứ giúp sự sống tồn tại, và nếu nó biến mất đột ngột, mọi sự sống sẽ bị tàn phá ra sao. Đừng rời mắt khỏi video, bởi những điều sắp được tiết ngộ chắc chắn sẽ khiến bạn rùng mình. Trước hết, bạn cần hiểu trái đất quay rất nhanh. Ở đường xích đạo, bề mặt trái đất di chuyển với tốc độ khoảng 1.670 km/h so với trục quay. Đó là tốc độ tương đương hơn gấp 1,3 lần vận tốc âm thanh. Chúng ta không cảm nhận được vì tất cả mọi thứ, không khí, nước, nhà cửa, cây cối và cả cơ thể chúng ta đều quay đồng bộ cùng trái đất. Nhưng nếu trái đất ngừng quay trong đúng một giây, toàn bộ khối lượng khổng lồ này sẽ tiếp tục di chuyển theo quán tính với tốc độ 1.670 km/h về phía trước. Hãy thử tưởng tượng bạn ngồi trong xe chạy 1.670 km/h rồi đột ngột dừng lại, còn bạn văng ra theo vận tốc đó. Mọi tòa nhà, cây cối, thậm chí cả núi non cũng sẽ bị phá hủy do lực quán tính khủng khiếp. Con người sẽ bị hất văng khỏi mặt đất, ngay lập tức tử vong do lực va chạm vượt xa mọi giới hạn chịu đựng của cơ thể. Những tòa nhà chọc trời sẽ đổ sập như bị bom hạt nhân, cây cối bật gốc hàng loạt, hầu hết mọi công trình nhân tạo sẽ biến thành đống đổ nát. Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, không khí xung quanh trái đất cũng đang quay cùng với hành tinh. Khi trái đất ngừng quay, khối không khí này sẽ tiếp tục chuyển động, tạo ra những cơn gió mạnh cấp siêu bão, đạt tới tốc độ hơn 1.600 km/h, nhanh gấp nhiều lần siêu bão mạnh nhất từng ghi nhận trên trái đất. Những cơn gió này sẽ cuốn bay mọi thứ, từ con người, xe cộ cho tới đá tảng lớn, gây ra cảnh tượng giống như ngày tận thế. Các đại dương cũng không yên bình, nước biển vốn cũng đang quay cùng hành tinh. Khi trái đất dừng lại, nước sẽ tiếp tục trôi theo quán tính, tạo ra những đợt sóng thần cao hàng km tấn công khắp mọi châu lục gần bờ biển, sàn phẳng mọi thứ trên đường đi. Sóng thần sẽ di chuyển với vận tốc cực lớn, vượt qua hàng ngàn km chỉ trong vài phút, cuốn trôi tất cả sinh vật, công trình, thành phố. Lục địa không chỉ bị tàn phá bởi sóng thần và gió quán tính, việc trái đất dừng quay sẽ làm mất cân bằng quán tính của lõi và lớp phủ, gây ra những trận động đất khổng lồ trên diện rộng. Núi lửa hoạt động dữ dội, hàng trăm ngọn núi lửa sẽ phun trào gần như đồng thời do áp lực địa chất bị thay đổi đột ngột. Những cột tro bụi và dung nham phun lên hàng km, tạo ra bóng tối bao phủ khắp bầu trời, cản trở ánh sáng mặt trời, khiến nhiệt độ toàn cầu giảm sâu. Thế giới sẽ bước vào một mùa đông núi lửa đột ngột, tàn khốc. Còn về quỹ đạo quay quanh mặt trời, may mắn thay, việc trái đất ngừng quay quanh trục không làm thay đổi quỹ đạo quanh mặt trời ngay lập tức, nên trái đất sẽ vẫn tiếp tục chuyển động quanh mặt trời. Tuy nhiên, một khi ngừng quay, lực ly tâm biến mất. Hiện nay, chính lực ly tâm do trái đất quay sinh ra khiến hành tinh chúng ta hơi phình ở xích đạo. Khi mất lực này, hình dạng trái đất sẽ từ từ trở nên tròn hơn, khiến các đại dương di chuyển dồn dần về hai cực. Vùng xích đạo sẽ dần khô cạn, trong khi Bắc và Nam cực ngập trong biển nước. Nhưng tất nhiên, đó là viễn cảnh dài hạn, còn ngay lập tức trong một giây ngừng quay, chính quán tính đã đủ để quét sạch sự sống. Điều kinh khủng khác là hệ thống thời gian và ngày đêm. Nếu trái đất dừng hẳn quay, một nửa hành tinh sẽ bị mặt trời nung nóng không ngừng, nhiệt độ có thể tăng lên trên 100 độ C, còn nửa còn lại chìm trong bóng tối, lạnh dưới âm 100 độ C. Không có sự luân phiên ngày đêm, không khí không luân chuyển nhiệt độ, hệ sinh thái toàn cầu sụp đổ. Nhưng trong kịch bản bạn đang nghe, trái đất chỉ ngừng một giây rồi quay lại, nên sự mất cân bằng này không xảy ra. Thay vào đó, sức hủy diệt khủng khiếp chỉ tập trung trong khoảnh khắc quán tính. Mọi thứ bị nghiền nát, con người, động vật không thể sống sót. Vậy có điều gì sống sót nổi? Các sinh vật dưới biển sâu có thể tránh được tác động trực tiếp của sóng thần nếu ở đủ sâu, nhưng sự hỗn loạn bề mặt sẽ hủy diệt mọi hệ sinh thái gần mặt nước. Vi khuẩn, bao tử, sinh vật cực hạn trong lòng đất có thể là những nhân chứng sống hiếm hoi còn sót lại sau thảm họa. Tóm lại, trái đất chỉ cần ngừng quay đúng một giây, mọi thứ chúng ta biết sẽ bị đảo lộn hoàn toàn. Tốc độ quay chính là tấm khiên vô hình bảo vệ trái đất và sự sống. Sự kiện này gần như không thể xảy ra trong thực tế, nhưng nó cho thấy vũ trụ vận hành kỳ diệu và mong manh đến nhường nào.
Nếu bạn thấy video này hữu ích và thú vị, hãy ủng hộ kênh Tò Mò Chưa bằng cách nhấn like, đăng ký và chia sẻ video để nhiều người cùng biết nhé. Đừng quên bật chuông để không bỏ lỡ những khám phá bất ngờ khác về thế giới xung quanh chúng ta.